Wow. Đây là pizza mà Tô Lạp thích ăn nhất đó. Còn đây là mì ý mà Tuấn Huy thích nè. Đây là của Tô Lạp. Sẽ ngon lắm đây. Tô Lạp và ăn nhiều vào nha. Chú ơi! Ờ, à, chính quân à? Ngân tú à? Mau qua đây đi Tô Lạp đến rồi đó Vậy sao? À, thật là may mắn Tô Lạp vẫn còn được người cha tốt như vậy Mỗi lần nhìn thấy Tô Lạp Rất là cưng <laughs> Đúng là thật là may đó Có chuyện gì sao? À, không có Không có chuyện gì mẹ ơi làm sao tôi mới có thể gặp ngân tú nhà chúng tôi người đó cảm thấy vì tồn tại của cô giống như là gánh giác trách nhiệm vậy. Có lẽ là vậy. Sống có tốt không? Ngân tú đó. Đương nhiên rồi. Lớn hơn tôi hai tuổi. Có đứa con trai ba tuổi rồi. Như vậy sao? Hạnh phúc không? Dạ. Chỉ là bên nhà chồng khó hầu hạ thôi. Sống rất tốt ở tòa nhà trên đông dông. À, thật may quá. Đúng là may rồi. Có thể vì gặp bà làm cho cô ấy cảm thấy nặng nề, còn phải nghĩ đến việc phụng dưỡng với ba mẹ của mình nữa. Còn phải nghĩ đến việc bên chồng nữa. Có thể là do vậy. Bảo con bé đừng lo cho tôi. Chỉ cần sống tốt là đủ rồi. Tôi chỉ là muốn ở đằng xa, nhìn bóng dáng con bé thôi. Để con sắp xếp xem sao. Bạn ấy giống vậy là người hết sức cẩn thận, còn nửa sợi dây chuyền này tốt nhất nên trả lại cho bạn ấy nha được nói cũng phải xem ra nên giữ lại cái này đây là món đồ để tìm lại mẹ của mình mà nói là muốn tìm tôi sao dạ tuy là không nói ra nhưng đó sẽ nghĩ như vậy vẫn là cái tên ngân tú hả à không đổi thành tên doãn thuộc tịnh rồi là lúc nhận nuôi nhà đặt cho cái tên đó À, ra là vậy. Nhưng tại sao lại nói ngân tú nhà chúng tôi đã qua đời rồi? Bởi vậy cho tới bây giờ tôi cứ nghĩ là con bé đã mất. Tôi sẽ hỏi thăm chuyện này. Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ nói chuyện này cho bất kỳ ai biết đó nha. Trì Hiền Vũ hay Lý Ngân Tú cũng vậy. Tuyệt đối không được nói ra. Xử lý không tốt sẽ xảy ra chuyện lớn đó. À, biết rồi. Đây là chuyện con gái tôi. Tôi không phải là người đem chuyện của con gái Để nói năng tùy tiện đâu Cô là người như thế nào Em hiểu rất rõ mà à. Vui chơi với tôi làm cả ngày Chắc là mệt lắm rồi đúng rồi ngủ như chết vậy à, đúng rồi anh vì chuyện gì mà đến vậy em bận quá cũng chẳng để ý nữa chỉ là nhớ tuấn hy thôi à đúng rồi anh đã ly hôn với thế nghiên rồi ờ à, cho nên tâm trạng mới không tốt như vậy phải không à, à không sao lại như vậy không phải vậy đâu nếu như vậy thì là chuyện gì chứ hả ngân tú à nếu như nếu như nếu như cái gì anh nói đi người mà sáu năm trước gây ra sự cố giao thông cho em đó à, giám đốc mận đông nhiên có đúng không vậy anh ta thế nào rồi sẽ không thể tha thứ cho người đã gây ra sự cố giao thông cho em ngân tú à sao có thể sao có thể tha thứ được vì chuyện đó mà em mới bị mất đi ký ức của mình sau này còn làm cho em phải đi kết hôn với lại la trấn cũ rồi thành ra con người thế này tâm trạng lúc mà em hồi phục lại được ký ức anh không thể tưởng tượng được đâu còn biết được người có thể lái xe đụng vào em như vậy chính là la trấn cũ là người cứu em nghĩ cũng không dám nghĩ đến đều là những chuyện không hề muốn trải qua nếu như không gì có Tuấn Hy. Chắc em đã không sống nổi rồi. Người đã cho em cơn ác mộng lớn đến như vậy, thì làm sao có thể tha thứ hả? Anh xin lỗi. Tại anh mà em phải nghĩ đến những chuyện không vui như vậy. Thành thật xin lỗi. So với Mẫn Thế Nghiên, thì Mẫn đông nhiên là con người không thể tha thứ. Không tha thứ đâu. Có thể là không bao lâu nữa, thì sẽ bắt được Mẫn đông nhiên thôi. À, có lẽ là như vậy hình như anh ta nghĩ là bản thân rất là có tiền cho dù pháp luật là chuyện gì đều có thể khống chế lại được người như vậy phải chịu sự trừng phạt của pháp luật chứ nhất định phải để cho anh ấy chịu sự trừng phạt của pháp luật hy vọng là như vậy hy vọng có thể để em thấy được vẫn còn sự tồn tại của chính nghĩa hy vọng là vậy đúng như vậy anh đi đây đừng tiến nữa. Là chuyện gì vậy? con bé là tô lạp phải không dạ con gái con đó sao lại dễ thương như vậy hả sao có thể để con bé dễ thương này đúng vậy sao có thể để đứa bé như vậy trở thành đứa bé không có cha mẹ chứ là bác của cháu gái mình sao lại có thể mẫn đông nhiên đúng là con người xấu xa. Nghe nói đây là chuyện mà Thế Nghiên cũng không biết nữa mà. Dạ, Thế Nghiên cũng không hề biết sự thật này. Bởi vậy mới nói, Thế Nghiên là vật thế thân của anh mình mà. Dạ không. Nếu cô ấy thật sự là mẹ của con bé, nếu yêu thương con bé, phải biết căm giận anh trai mình đến cực độ mới phải. Còn phải đường đường chính chính nhận con bé là con ruột của mình mới đúng để cả thế giới biết mới phải. Nhưng cô ấy không làm như vậy. Còn quy hiếp cô ấy, thì cô ấy mới chịu đưa con bé ra đây. Mẫn tiếng nghiêng và mẫn đông viên thực sự không khác gì nhau đâu. Sao có thể tha thứ cho anh mình như vậy? Hình như là chưa tha thứ sao? Đã nói với mẹ như vậy, nói là sẽ không tha thứ đâu. Nhưng mà có cần thiết để con bé ở nhà bọn họ không? Nói là sẽ đi tìm chỗ ở riêng. Vừa mới gặp mẹ ở đây. Mẹ nghe nói là có rất nhiều nguyên nhân đó, cho nên con đừng có ép thế nghiên nữa thế nghiên cũng có lý do của cô ấy mà dù sao đó cũng là mẹ con bé con không tin lời thế nghiên nói đâu hãy xem cô ấy đối xử với ngân tú đối với chính quân và con xem Mẫn thế nghiên và Mẫn đông nghiên hai người chẳng khác gì nhau à không đều không phải là người nữa cũng không thể như vậy được là mẹ của tôi lạp mà cho dù tôi lạp thế nào cũng phải tha thứ cho cô ấy, người ba mà căm ghét mẹ. Thì đối với việc trưởng thành của con cái, sẽ không tốt đâu. Dạ, con sẽ cố gắng. Anh à, em thấy anh vô cùng bị ở, vô liêm sĩ đó, bị ở đến mức, không thể nói nên lời luôn đó. Dì nói những lời này mà đến đây sao? Nếu gì thì ra ngoài cho. Mẹ và dì đều lấy tôi làm ra quy hiếp em. Nếu như không ly hôn thì sẽ không khai chuyện của tôi lạp. Còn người phụ nữ kia trước khi ly hôn, có đứa con 6 tuổi, không có vấn đề gì sao? Em thì không được như vậy sao? Sao có thể nói chuyện như vậy được? Tuấn Hy thì không sao? Đã đóng dấu vào đơn ly hôn thì xem như mọi chuyện đã kết thúc rồi. Đã vậy còn tới đây làm gì? Đóng dấu vào đơn ly hôn thì xem như là kết thúc sao? Thì bây giờ coi như em không đồng ý đó rồi thì sao? Mọi chuyện sẽ trở nên như lúc ban đầu thôi. Đừng nghĩ là chỉ sửa lại thời gian thì coi như xong chuyện. Gì? Bẩn thế nghiêng. Anh không từng nói rồi sao? Chỉ cần ly hôn sẽ được áp dụng mọi yêu cầu của em một nửa cổ phần ở dạng phúc của anh thì bây giờ tính như thế nào đây đã đóng dấu xong rồi còn nói chuyện vô ích gì nữa chứ đừng có nằm mơ nữa chắc anh không phải là loại người phủi mồng xong rồi đi đó chứ không không biết em chờ đợi điều gì từ anh đây đừng nói sằng bậy nữa đừng có nằm mơ một đồng cũng không cho em đâu cái gì là trấn cửu đã nói như vậy đó Đối với những loại người như Mẫn Thế nghiêng Mẫn Đông Nhiên mà nói, tiền giống như một vũ khí cướp giật vậy. Đối với hai anh em các người chỉ biết nhìn tiền mà không biết nghĩ đến cái gì cả. Thì một đồng cũng không cho. Khương Chính Quân! Chứ đồ bị ổi! <laughs> Đúng rồi, tôi bị ổi như vậy đó. Cho nên đừng bao giờ chờ đợi ở tôi điều gì. Được thôi. Vậy thì việc đóng dấu xem như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Thưa kiện thôi. Tô Lạp, tôi sẽ công bố cho mọi người biết. Sẽ chơi đến cùng. Còn nữa, Lý Ngân Tú cũng vậy, Tuấn Hi cũng vậy, sẽ công bố cho mọi người biết luôn. Cứ ở trong bùng lầy mà đấu gà đi. Tôi chẳng sợ gì cả. Nhưng những gì, anh cần phải bảo vệ coi ra nhiều đó. Không phải sao? Mục đích là tiền sao? Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Tôi mất đi anh, nếu vậy anh cũng phải mất đi thứ gì đó mới phải chứ. Như vậy mới công bằng chứ. Sẽ không được như theo ý của em đâu. Làm gì thì tùy thích. Ơi à. Ngủ rồi sao? À. Để thấy nghiền với chính quân ly hôn rồi. Nói là nếu không thể ly hôn thì sẽ không thể để mọi chuyện được yên. Sao mà cảm thấy đây là đứa con mình nuôi dưỡng biết bao lâu? Ơi, à, là tôi không biết dạy dỗ hay là do bản tánh trời sinh chứ nếu như điều không phải như vậy hay do chúng ta phải chịu sự trừng phạt dù sao bây giờ để hai đứa nó ly hôn thì cũng tốt thôi nếu không thì suốt nữa tôi lại hại chết chính quân rồi chính là tôi đã hại con của mình đó ông có thật đã làm như vậy hay không hả ông có thật là người đứng đằng sau mọi chuyện làm cho mẹ tuấn hy trở nên như vậy không Chắc là không phải đâu. Sẽ là chuyện gì sao? Thế nào rồi? Anh chính quân nói rằng sẽ không cho em một đồng tiền trợ cấp nào cả. Cái gì? Chính quân có thể dày mặt mà nói như vậy hả? Đúng là thằng bị ổ vô lịch sĩ. Ly hôn vợ của mình một đồng cũng không cho là sao? Chuẩn bị tiền cho em để kỵ ra tòa thôi. Còn nữa, Tô Lạp vẫn là con của em chứ. Sẽ nhập vào hộ khẩu của em. Cái gì? Không phải nó là Trì Hiền Vũ nuôi dưỡng rồi sao? Không đâu. Em phải nuôi con bé. Là con gái của em phải đưa cho Trì Hiền Vũ sao? Trì Hiền Vũ có chịu để em nuôi hay không? Nếu như thật sự như vậy thì em sẽ kị ra tòa đó. Không thể nhường được. Không thể nhường đâu. Vì con bé đó mà làm như vậy. Anh à, anh không biết gì nên hỏi vậy sao? có biết khi trưởng thành mà không có mẹ bên cạnh sẽ như thế nào không? À, đúng rồi. Nếu tôi thì cảm giác đối với tôi làm chưa đến mức không thể rời xa được. Nhưng dù sao đi nữa, trong thâm tâm cũng em cũng có thể lấy chút tình cảm của mẹ coi ra làm điều đó mà. Vì vậy, chính là vì con gái của em. Là đứa con gái mà em mang thai 10 tháng. Không muốn để cho con bé đau khổ như em vậy. Không muốn trở thành đứa bé không có mẹ bên cạnh. Nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh mà trưởng thành. Là một người mẹ em sẽ làm hết những gì em nên làm Cho nên anh Đừng có can thiệp vào vấn đề của tôi lạp nữa Không phải anh Không hề có tư cách đó sao Anh là người đã bỏ rơi tôi lạp mà Em sẽ không bao giờ đưa cho anh đâu Em sẽ nuôi nó Em sẽ nuôi tôi lạp của em Thế ghiêng, cái cục bé này Phải nói bao nhiêu lần nữa Em mới chịu hiểu đây Đừng bịa chuyện nữa Đã bỏ rơi Trưởng phòng Hoàng à, Hãy sắp xếp luật sư để tôi gặp mặt đi. Tôi biết rồi. Thầy Lý Kinh Thiện. Sao rồi? Cũng sống rất là bình thường. Cuối tuần này Chủ tịch Trương sẽ đến đây. Thứ hai tuần sau sẽ mở cuộc họp quản lý. Vậy thì cuối tuần tới mới đúng. Nếu vậy... Đừng có lo lắng. Cô Lý Kinh Thiện vì muốn biết tin tức về đứa con gái nên rất là lo sợ. Cho dù không mưa em và anh như thế nào đi nữa, có thể giúp tìm được đứa con gái cho mình, thì sẽ ủng hộ chúng ta mà thôi được rồi nếu vậy thì tin em nhưng mà anh phải đồng ý với em sau này hãy mở tài khoản vào cổ phần cho em đi bắt đầu từ bây giờ nếu muốn nuôi dưỡng tô lạp thì phải cần đến tiền chứ biết rồi xin chào quý khách ôi à, trời mau vào đi có nóng không vậy Ờ, à, chủ tịch đâu rồi Ờ, à, vẫn khỏe nói là phải yên tĩnh để trị liệu mới bình phục được đó Ừ. Tướng Hy đâu rồi? À, mẹ thằng nhớ đi nhà trẻ đón rồi. Ừ. Nhưng sao mà sắc mặt của bà lại như vậy hả? À, con trai tôi, nó ly hôn rồi. Trong lòng thì chẳng có gì. Nhưng có rất nhiều chuyện tôi mới như vậy. Đây là con gái của Thế Nghiên sao hả? Con bé này. Đợi một chút bây giờ mới nghĩ ra. Hèn gì mình cảm thấy đã từng gặp ở đâu rồi. Nè, lúc trước có đứa bé gái. Lớn lên cùng Tuấn Hy, có sống ở đây không hả? Có phải không? Tô Lạp. Tô Lạp? Đứa bé tên là Tô Lạp sao? Cậu bé sao có thể ở đây được hả? Nhưng mà bà hỏi chuyện Tô Đạp để làm gì chứ? Thì là lúc chúng tôi vẫn còn sống ở Thành An đó. Có đi làm ở diện phúc lợi, có bé sống ở đó sau đó mẹ tuấn hy xem như là con gái của mình mà chăm sóc như vậy à nếu nói vậy mẹ tuấn hy là người đã chăm sóc tô lạp sao có phải hay không nhưng mà sao vậy bà quen với tô lạp hay sao hả nè chuyện này à à không không đâu à, cũng chẳng có liên quan gì đến tôi không liên quan gì cả Rốt cuộc là sao vậy hả? Hỏi tôi làm để làm gì? Ôi, không gì đâu. Được rồi, được rồi. Viện chết đi được. Tôi đi đây. Nè. Lúc kia, mẹ Tuấn Hy... Xảy ra chuyện đó. Chuyện đó xảy ra thế nào vậy? Bà có biết không? Có biết gì hay không? Bà không biết gì sao? Cái gì? buổi trưa ăn nhiều rồi nên bây giờ chán ăn cũng hả? Cũng rất ngon lắm mà. Vậy sao? Nếu vậy thì ăn nhiều vào. Mẹ ơi, có phải sau này tôi lạp không cần đến thường lục diện rồi không? Ừ, không đến nữa. Tôi lạp cũng tìm được ba mẹ của mình rồi. Tôi lạp cũng có ba mẹ à? Ừ, đúng vậy. Ba còn là một người rất tốt, bà ngoại cũng rất tốt nữa. Cũng có mẹ luôn sao? ờ à, đúng rồi, cũng có người mẹ tốt. ờ à, đúng rồi mẹ sẽ đối xử tốt với lại tô lạp cho dù đối với người khác thế nào đi nữa đối với con cái mình cũng sẽ tốt mẹ ơi nhưng mà chú ấy đi đâu mất rồi về nhà chú ấy rồi sao có phải như vậy không mẹ sao về nhà chú rồi cảm thấy lưu lý không không có không sao đâu ba thì ở nhà ba chú thì ở nhà chú tuấn hy và mẹ thì ở nhà của tuấn hy mẹ xin lỗi có phải ở cùng mẹ có chút không vui không? Không phải, ở cùng với mẹ rất vui ạ. À. Nhưng mà nếu có ở cùng với ba thì sẽ được chơi rất nhiều trò chơi. Vậy, giờ mẫn đồng nhiên, bảo trưởng phòng quàng ra tay với con trai bà sao? đã làm cho mẹ tuấn hy thành thế này hả? Thì chuyện chính là như vậy đó. Trời nhớ con biết trưởng phòng hoàng là con người như thế nào. Nếu biết được mẹ tuấn hy còn sống ở đây sẽ hãm hại thêm một lần nữa cho nên mới yên phận sinh sống ở thành an vậy việc đó do đông nhiên ra lợi sao tách được ra khỏi con trai của bà thì muốn em gái mình kết hôn với chính quân cho nên mới làm ra chuyện như vậy người làm cho ngân tú bị tai nạn xe chính là chủ tịch cương vạn phúc chính chủ tịch cương vạn phúc đã bảo anh tôi làm như vậy đó để trừ khử lý ngân tú để cô ta biết khỏi trên đời này chính là cương vạn phúc đó Chính là ông ta đã gây ra chuyện này. Nè, Phát Thuận à. Ừ, không, không khỏe sao hả? Sao sắc mặt của bà như vậy chứ? Ừ, nè, Phát Thuận à. Sao vậy? Ơi à, trời. Ơi trời ơi. Ôi là thế nào chịu sự trừng phạt đây? nhưng mà bà bị làm sao vậy hả đối với tấn hi cũng vậy mẹ tấn hi cũng vậy bà cũng vậy dù là người có mười cái miệng cũng không biết nói lời nào dù sao cũng không hề biết việc đó còn ra vẻ người phụ nữ đanh đá thì vậy đó bây giờ chỉ biết mang tâm trạng chuột tội mà tiếp tục sống thôi nhưng mà bà bị làm sao vậy đó là tai nạn mà con trai tôi gặp phải mà có phải uh, bà phản đối chuyện kết hôn hả chuyện đó cũng có thể lắm á à, à, biết rồi tôi đi đây à, à, à. 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 nhìn mà sợ đi được mà à. anh vừa gọi đến nó là tìm thấy chỗ kim thái thành rồi nó nếu phó chủ tịch thuyết phục được sẽ ra mặt cho chúng ta ở đâu vậy để tôi tới đó để tôi đưa đi không chừng sẽ nguy hiểm đó phải có người ở lại văn phòng lỡ như có chuyện gấp thì cần phải xử lý anh cứ ở lại văn phòng đi biết rồi nó là đăng minh độc bản đóng độc bản đóng sao cho người theo dõi chính quân chưa dạ xin đợi một lát dạ tôi đi có chuyện gì hả phó chủ tịch khương chính quân sao tôi biết rồi tôi sẽ đến đó hình như là đã tìm được chỗ của la trấn cửu rồi nói là phó chủ tịch khương chính quân sẽ đến chỗ đọc bản đóng đọc bản đóng hả là nơi mà kim thái thành hay xuất hiện nếu vậy thì kim thái thành trấn cũ khương chính quân tất cả đến đó sao nhanh chóng tóm gọn tất cả hết đi về rồi sao đến đây lúc nào vậy không về nhà đến đây làm gì coi bà thím nữa nói là đi ăn cơm tối rồi chị về nhà nghỉ ngơi đi có phải tốt hơn không à, thì đó không về nhà đến đây làm gì chứ <laughs> về nhà cũng vậy anh rể cũng không có ở nhà chính quân cũng không Ngôi nhà lạnh lẽo đó về làm gì? Không phải đã nói anh rể không sao mà. Đừng có lo lắng nữa. Về nhà đi. Tối nay chị ở lại đây được rồi. Chị à? Phiền hết đi được đó. Chị muốn ở lại đây với anh rể. Em ra ngoài đi. Biết rồi. Chị đừng có mất sức quá đó. Tôi vừa đi gặp thuần tử rồi. Thuận tử đã kể hết cả với tôi. Tại sao mẹ Tuấn Hy lại gặp sự cố đó? Là do ai làm? Cô ấy nghĩ rằng do đồng nhiên sai khiến. Giống như Thế Nghi nói là ông vậy. Ông làm cho mẹ Tuấn Hy. Tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải làm như vậy? hả tôi không thích trẻ mồ côi nhưng mà đứa trẻ như vậy dù sao thì đối với đứa trẻ làm như vậy thật không đúng đâu tương hy khi... tương hy là một đứa trẻ dễ thương nếu đứa trẻ đó không còn nữa biết làm sao đây chính quân làm sao chính quân có thể gặp mặt tuấn hy và mẹ nó đây chúng ta phải chịu sự trừng phạt thì cũng đương nhiên rồi chính quân chính quân tại sao lại có thể hai chúng ta chịu sự trừng phạt đó hả sao có thể nhìn mặt tuấn hy và mẹ của nó đây cả ông và tôi đều không có tư cách làm ông bà nội đó Sau này làm sao đây hả? Hả? Ôi trời ơi! Bộ dạng Tuấn Hy nhà chúng ta ngủ thật là đáng thương. là Trấn Cửu. Có ai theo dõi cậu không vậy? Không, không có. Tôi đã để ý kỹ rồi. Nhưng mà... Anh tìm thấy chỗ ở của Kim Thái Thành chưa vậy? Là ở đâu? Lúc trước tôi có nói với cậu ấy một chuyện. Tôi đã dùng bức vẽ của Mẫn Đông Nhiên và đã gặp rắc rối với nó. Hả? Đó là gì? Đi thôi. Giờ đi tôi sẽ vừa kể cho nghe. Thuộc hạ có trứng phòng hoàng theo dõi cậu đó. Không thể nào. Tôi đã xem kỹ đằng sau, không hề có ai theo dõi cả. Thì bí mật theo dõi mà. Những người này thì không chỉ theo dõi một hai lần thôi. Vậy phải làm sao? Nếu như bây giờ đến chỗ có Kim Thái Thành, tôi và Kim Thái Thành tất cả đều bị trúng kế cả. Tôi sẽ đi theo hướng này. Còn cậu thì đi về hướng kia. Chạy thật xa vào một tiếng đồng hồ sau, chúng ta sẽ gặp lại nơi này. Anh hiểu rồi chứ? Được rồi, quyết định như vậy. Alo. Cái gì? Bọn họ chia nhau ra chạy rồi. Chết tiệt. Tìm la trấn cửu mau. Không thể cho hắn ta thoát được. Alo. Bắt được la trấn cửu chưa? Cái gì? Vẫn đuổi theo hả? Nhất định phải bắt mới được. Cho dù bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải bắt cho bằng được không thể để cho thằng đó trốn thoát. Không cần quan tâm đến Kim Thái Thành và Khương Chính Quân, hãy bắt lại trấn cũ đi. Bắt về đây! Alo, là Trấn Cửu. Trấn Cửu à, tôi là Khương Chính Quân đây. Alo, alo. Alo. Đến đất cô cũng muộn như thế này rồi. Hả? Ừ, nhưng mà sao trấn cũ cả ngày hôm nay không nghe điện thoại vậy hả? Ê, rốt cuộc là có chuyện gì đến bây giờ vẫn chưa chịu về nhà nữa chứ? Là chuyện gì vậy hả? Nhưng hôm qua mình có một giấc mơ không được tốt cho lắm. Không biết là có xảy ra chuyện gì không đây? Ê, trời. Ada, à, không liên lạc được với anh ấy. Có vẻ như là bị mấy tên đó bắt đi rồi. Có người nghe máy nhưng mà chỉ nghe hơi thở gấp mà thôi. Chắc là bị bắt đi rồi. Sao có thể như vậy? Không thể đâu. Anh tôi là một người rất giỏi mà. Tuyệt đối không thể bị mấy tên đó bắt được. Anh tôi có thể đánh nhau với bảy tên đó. Cũng có thể thắng được đó. Không được. Phải báo cảnh sát thôi. Cho dù có liên quan tới Mẫn đồng nhiên hay là trưởng phòng quan đi nữa. Thì cũng phải bắt giữ bọn họ lại mới được. Tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát lưu. Thật đó, anh tôi không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì được đâu. Nếu vậy mẹ tôi chết mất đó, nếu không có anh ấy mẹ tôi chẳng khác nào hồn liền khó xác. Không thể như thế được, tuyệt đối không thể được. Alo? Alo? La Trấn Cửu? Tôi là La Trấn Cửu. La Trấn Cửu anh đang ở đâu? Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi sẽ đến đó. Rất nguy hiểm không thể như vậy. Sau khi nói rõ với cảnh sát thì phải bắt giữ lấy tất cả mới được. Không được. Nếu vậy, chẳng thà không hành động còn hơn. Nhưng những người từng hãm hại mẹ của Tuấn Hy thì không bao giờ cảm thấy mình có lỗi. Tuyệt đối không làm như vậy. Kim Thái Thành. Chúng ta sẽ thuyết phục được hắn ta. Tôi vì sợ cậu lo nên mới gọi điện thoại. Còn nữa, bức vẽ của Mẫn Đông Viên Cái gì? Thật sao? Được, biết rồi có phải lấy không? anh lấy không sao chứ? không sao cả. cái này so với tấm hình của mẫn đồng duyên, có đó thế nào? những tấm hình trắc tiền đó đã được gửi đến cục cảnh sát là trấn cựu, Khương chính quân. là trấn cửu làm tốt lắm. Cảm ơn anh. Hình như là anh ấy đã đem tấm hình đó đến cục cảnh sát rồi. Chắc là sẽ được tiến hành điều tra thôi. Sáng nay tôi có đọc báo, thì những tấm hình đắt tiền đó đã được gửi đến cục cảnh sát. Rõ ràng là có liên quan đến việc điều tra những tấm hình đó rồi. ơ, ờ, tôi là pa, chào, chào gì? <laughs> Tối qua ngủ có ngon không? Ngủ rất ngon là đằng khác. Hiền Ninh đọc truyện cho nghe một lúc là ngủ liền rồi. Dễ thương quá đi. <laughs> Tô Lạp rất thích người khác đọc truyện cho nghe. Thì ra là như vậy, Tô Lạp nhà chúng ta ngoan quá. Dì ơi, nhưng mà anh Tướng Hy đâu rồi? Anh Tướng Hy đến nhà trẻ rồi. Tô Lạp cũng sắp phải đi nhà trẻ rồi đó. Có đúng không? Hả cô? Nè, công chúa nhà chúng ta muốn uống sữa rồi đây nè ngồi xuống đây uống nha còn đây là bánh ngọt nè dì ơi nhưng mà cháu nhớ nhà cửa gì quá ừ ờ à, dì cũng vậy đó chú này đây phải sống chung với lại ba ruột của mình mới đúng chứ có phải không chú này chính là ba của tô lạp đó Phải nói từng chút một cho con bé hiểu chứ. Ngân Tú. Bây giờ còn chưa đâu vào đâu. Đừng nghĩ là mẹ của Mận Thế Nghiên. Anh còn không làm cho rõ vấn đề này. Nếu như giải thích, có thể làm con bé hiểu được, thì hãy nói cho con bé biết đi. Như vậy không phải tốt hơn sao? Ba của tôi làm sao? Ừ. Ba, ba xin lỗi. Chú, chú là ba của tôi làm đi Ba thật sự xin lỗi ba có lỗi với tô lạp mà không nói rõ cho tô lạp biết ba thực sự có lỗi tô lạp à theo như gì biết thì ba của tô lạp là một người rất tốt sẽ làm cho tô lạp cảm thấy rất vui hả không cần tô lạp muốn về nhà gì ghét ba ghét mẹ nữa ờ à, à, tô lạp à. à không sao đâu mà tô lạp đừng có khóc mà tôi lạp ghét mẹ đừng khóc nữa mà đừng khóc mà tôi lạp về nhà thôi mẫn tôi lạp về nhà thôi để cho con bé một chút thời gian đi sẽ làm con bé sợ đó ồn chết đi được cô là ai mà dám lên tiếng hả buông con bé ra buông ra